Dịch vụ NowFresh và NowShip hoạt động trở lại tại Hà Nội từ ngày 4 tháng 8. Ngày 3 tháng 8, trên fanpage chính thức, Now.vn đã đưa ra thông báo về việc đưa hai dịch vụ NowFresh và NowShip hoạt động trở lại tại 5 quận bao gồm Cầu Giấy, Đồng Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình và Thanh Xuân từ 6 giờ ngày 4 tháng 8 dưới sự giám sát chặt chẽ. Thông báo trên dựa theo quyết định của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố chỉ những tài xế đủ điều kiện được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phê duyệt và đảm bảo các quy tắc phòng dịch COVID-19 mới được phép hoạt động giao hàng. Các tài xế của Na được yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định phòng chống dịch như đo nhiệt độ, khai báo y tế hàng ngày trước khi bắt đầu làm việc, luôn mang khẩu trang và không tụ tập đông người trong suốt quá trình hoạt động, tránh tiếp xúc gần khi giao hàng, luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2m với khách hàng, sát khuẩn trước và sau mỗi lần giao hàng, vệ sinh túi giao hàng thường xuyên. Đối với khách hàng, để đảm bảo an toàn Now đưa ra khuyến nghị khách hàng luôn đeo khẩu trang kháng khuẩn khi tiếp xúc với tài xế, tránh tiếp xúc gần khi nhận hàng, luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2 m với tài xế, loại bỏ bao bì và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn sau khi nhận hàng. Khuyến khích bạn thanh toán bằng Shopee Pay thay vì tiền mặt để hạn chế tối đa tiếp xúc. Trước đó, Now cũng đã chính thức ra thông báo tạm ngưng dịch vụ Now Food tại thành phố Hà Nội trong 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 và mở lại khi có thông báo từ cơ quan nhà nước. Ngày 28 tháng 7, Now tiếp tục ra thông báo tạm ngưng cả dịch vụ Now Fresh và Now Ship với nỗ lực chung tay phòng chống Covid-19 cùng cộng đồng và thực hiện nghiêm túc chỉ thị từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội